luôn, không lẫn tất tao cái gì hết. Bây giờ nó thừa. Thừa chứ không có đáng dở. Cái áp kiểu này là còn 2 độ 5 trái. Cơ thể hồi đó nó thiếu vì nó thừa, ai cũng mập hết trơn. Bà thấy con cá hồi không? Con cá hồi mà nó lên, nó về nguồn, nó đẻ rồi là nó chết luôn. Nó chết luôn hả? Đúng. Đẻ xong rồi chết luôn, cơ thể nó nhịn đói từ biển nó chèo lội về mà nó khanh, nó đẻ trứng. Giao phối rồi đẻ trứng là nó chết luôn. Mà